Thì mình sẽ cắt hai bông hoa này ra nhé. Mình sẽ cắt những cái cánh này ra hết nha. Vậy là mình đã cắt xong một bông hoa này, bông thứ hai nha. Mình cũng sẽ cắt tương tự như vậy cho đến hết cái phần hoa này. Mình cần 4 cái cánh nữa nha. Như vậy là mình đã cắt xong 2 bông hoa rồi. Giờ mình sẽ gắn hai bông hoa này lại với nhau nhé. Sau đó giờ mình sẽ gắn nó lên cái phần khung tròn màu hồng hồng này. Đó. Như vậy là mình đã gắn xong. Giờ mình sẽ dùng đến cái tờ giấy màu xanh này. Mình sẽ cắt ra đây là 4 hình tròn nhé. Đó, mình sẽ cắt hình tròn ra đây. Cái tiếp theo này. Cái thứ ba. Cái thứ tư.
giờ mình sẽ gắn lên cái phần giấy này. Bây giờ mình sẽ dùng cái bút màu đen để vẽ thêm cái phần họa tiết nhé. Như vậy là mình đã làm xong một chiếc khung hoa màu vàng cực kỳ xinh xắn như thế này rồi. Đó. Và video của mình đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người vào các video tiếp theo.